Em xin chào cả nhà cùng toàn thể các bác yêu mến kênh của Lê Tuấn. Trong thời gian qua em rất chân thành cảm ơn các bác. Vậy hôm nay em có một lời chân tình đến tất cả các quý bác, quý cô, quý anh, quý chị cùng toàn thể cộng đồng bạn đang xem kênh của em. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy hạnh phúc. Vâng, hôm nay đúng ra em phải quay mấy cày, có phải không các bác? Nhưng hôm nay có một điều bất ngờ. Mà thật sự bất ngờ là em cũng rất run, bởi vì em chưa giới thiệu đến một cái mức độ nào mà về ô tô, nói về xe đời cao và nói về du lịch các bác ạ. Nhưng thì bây giờ các bác đang nhìn em và các bác đang theo dõi, chắc chắn hôm nay có một người cháu nhờ Lê Tuấn bán một chiếc xe Innova. Đấy, một chiếc xe Innova màu đen đời 2007, đứng tên chính chủ, xe bao zin từ A đến Z, không thủy kích, không va chạm, với một cái giá 220 triệu, giá rẻ tuyệt quần luôn các bác ạ. Bởi vì không phải gì mà bán chiếc xe này này, không phải mà thằng cháu nó bán, nhưng mà bởi vì có một công việc đặc biệt, tức là chuyển đổi nghề nghiệp, thằng cháu nó mua một chiếc xe ca để chở học sinh đi học. Đấy, và bao trọn gối cho học sinh bao đường. Thế thì bây giờ đã đi xe đó rồi thì không có đi du lịch được nữa, và cũng không để làm gì. Nói thật với các bác là cháu cũng có nói đôi lời là xe cực kỳ là ngon. Đấy, thì chút nữa nó ngon như thế nào và báo giá luôn, là giá 220 triệu các bác ạ. Thì nó ngon, nó rẻ, nó bổ như thế nào thì cái đó tí nữa em cùng các bác review trực tiếp, soi xét bên ngoài và nội thất bên trong của chiếc xe Innova này. Chiếc xe Innova này mang biển số 61A77450, tức là biển số Bình Dương các bác nhá. Đây, đây rồi, với một logo của hãng Ford các bác nhá. Đấy, em cũng biết là hãng này là hãng Ford, bởi vì em cũng có một cái Ford như thế này, cái cả logo của hãng Ford. Mà nói về hãng Ford thì chúng ta biết rồi, đứng đầu về vấn đề xe du lịch, xe con, hãng Ford, Tuner và Innova. Nói về dòng Innova thì phải nói là thịnh hành nhất từ mấy chục năm nay. Em nói thật với các bạn, nói lúc em chưa có xe, cách đây mười mấy năm rồi, là nhà nào mà có tiền vẫn ước được một chiếc Innova các bạn ạ. Đó, em nói thật. Thì đến bây giờ hôm nay em cũng thực tế là em người cháu nhờ, thì em cũng nói thật với các bác, cái Innova này nếu như ai đang xem trong cái chương trình mấy ngày của em, thì với một số tiền 220 triệu các bác ạ, thì nó cũng không phải là to, nhưng nó không nhỏ trong cái thời buổi này. Thì các bác đang xem, các bác ủng hộ em, các bác thích xe này nhá, thì người cháu bảo đảm từ A đến Z máy zin hết các bác nhá. Một màu đen rất xịn sò đây các bác, màu đen rất xịn sò nhá. Các bác mà mua màu trắng, màu bạc, màu vàng thì cái đó em không nói, nhưng mà nói về màu đen là chất chơi của một ông chủ các bác nhá. Thằng cháu này nó mua lúc đó của một ông chủ rất lớn, nói thẳng như vậy. Nhưng đến khi là đều quen biết và gửi gắm thì ông chủ trao lại chiếc xe này cho một người cháu là hiện bây giờ. Thì cũng như em nói lúc nãy, công việc thay đổi nghề nghiệp thì mua xe 54 chỗ để chở học sinh, thì bây giờ chiếc xe này không dùng đến nữa. Đó, báo cáo với các bác như vậy. Thì bây giờ em vòng quanh một lượt các bác nhé, các bác cùng em theo một tí. Nếu như các bác nào trong lúc này mà cần xe bao zin nha, zin hết, Innova màu đen, biển số 61A77405, đấy, bảng G các bác nhé, cái này là bảng G, đấy, Innova các bác này, đó, rồi biển số, rồi logo luôn các bác nhé, và bảng G rất xịn sò các bác ạ. Màu đen là một màu rất sang trọng, rất lịch lãm cho chúng ta, nó toát cho chúng ta một vẻ đẹp, một vẻ sang trọng các bác nhé. Đấy, còn la răng của bác biết rồi, những các bác nào đang chơi trong cái dòng Toyota là các bác biết rồi, đúng không ạ? Cái dòng Toyota và Innova và Fortuner thì nó cùng một anh em nhá, anh em cùng một mẹ khác cha, nó là như vậy đó. Thì em cũng không rành lắm, em thì mấy ngày cũng chưa rành, mà em đi sang cái này thì nó hơi chạch, nhưng các bác thông cảm với em nhá. Tất cả từ option
đấy, bên ngoài đấy, thì nó có đôi đôi chút nó cũng coi như là, bởi vì trong quá trình các bác nhá, đấy đi thì không cần, cháu nó không đánh bóng cho nên mọi cái nó có chỉnh rất nhẹ đây, và gương chiếu hậu này đấy, và tất cả mọi lớp bên ngoài là đang còn rất bóng nhé, đang rất bóng. La răng cái bia, bắt đầu em với các bác chúng ta tiếp tục về vấn đề là về đèn là trước đi các bác nhá. Đây, cho kỹ một tí. Nếu đi các bác nào mà đang thích ở cái dòng này thì điện thoại cho em 0394 326 198. Em đã dẫn các bác đến rồi gặp cháu, hai bên thương lượng và thử máy, test máy các bác nhá. Tai nghe mà thấy tay rờ, còn em chỉ review sơ bộ bên ngoài. Tí nữa em đưa các bác vào coi nội thất bên trong một chút nữa là hoàn thành nhiệm vụ của em. Còn lúc các bác thích hay không thì các bác cứ xem một chút, để chúng ta với cái tầm tiền 220 triệu để cho các bác được sử dụng. Rồi, đây này. Tức là em nó cháu nó cũng chơi, đúng không ạ? Đây cái này là chơi này, bao bọc này, đèn này. Đó, đồ chơi đó. Rồi, tất cả logo và biển số. Đúng không ạ? Biển số của Bình Dương. Rồi thứ hai logo các bác nha. Rồi bên này là có một cái thanh, tức là thanh phủ inox chứ không phải là phủ bạc các bác nhá, thanh phủ inox móng. Và cái đỉnh cao của cái biểu tượng của logo, tức là Ford nha, dòng Toyota đấy, đỉnh cao, tức là cái này là đỉnh cao của Toyota, cái dòng Ford đó. Ok các bác nhá. Rồi em dẫn các bác đến vấn đề bên trong này thì nó có cái lọc gió rồi chén nước, thứ hai đèn bên này đối diện với nhau các bác nhá. Đấy, đây xe cầm dưới các bác ạ. Đấy, rồi rồi la răng của bác nhá. Đây la răng, tức là la răng của nó là đi một cánh, hai cánh, ba, bốn, năm, năm cánh các bác ạ. Đấy, la răng năm cánh cũng có độc quyền của hãng Toyota luôn. Đấy, alo. Chiếc 4 ngàn lên 5 ngàn, với chiếc 4 ngàn đầu 1 anh có trả giá cho mẹ em chưa ạ? Chủ không không bớt em ạ. Giờ nó chắc nhiều chứ. Nó chắc, nếu nó bớt được thì bây giờ nó, nếu như mà em mua hai cái một lúc thì nó bớt cho em được coi như mà, tức là nó bớt cho em được 10 triệu. 10 triệu hả? Giờ còn nhiều. Nhưng mà anh hôm nay anh nói như vậy mà nó chưa nhất trí. Nhưng mà cái 10 triệu với cái 10, nói dụ như bây giờ mà mỗi một cái bớt 5 triệu, nhưng mà anh cũng nói với nó, nhưng mà nó hầu như là nó chưa nhất trí. Nhưng mà rồi em mà đến nó coi, nó cứ bảo là phải chủ đến coi thì hai bên mới nói chuyện được. Nó nói như vậy. Ờ, thì cũng lấp được cái đoạn được. Giá nó kêu nhận kêu nhiều hay chứ nó kêu nhiều tính. Tức là bữa trước thì nó nói với anh là mỗi cái 100. Em hiểu nào, là mua 3 cái. Nếu bây giờ nó bị chỉ lại là bây giờ bán được cái kia rồi thì bây giờ cái này là 101 một cái. Nó như vậy. Rồi, nếu nói vậy thì tùy em, nếu mình sang thì mình test thử máy móc rồi xem này kia thì nó di dịch cái chuyện nó là 10 triệu, di dịch đi chút. Dạ, dạ, bán cái con ngon mà 140 triệu rồi mấy con này vẫn kê lên thêm nữa. Đúng rồi, đúng rồi, thì nói như vậy đấy em ạ, thì khơi kệ người ta, còn quan trọng mình mua thì của mình, quyền mình. Dạ, dạ, bữa đó xe đó em bắt kênh của anh không có thấy chứ mới đăng lên không thấy. Đúng rồi, thì bởi vì em chậm quá. Anh đang review chiếc Innova bán giùm. Yeah, yeah. Bán giùm mà lên mạng bán giùm nhường cháu. Innova 200. Xe đó có đâm động ngập nước gì không? Không không, đảm bảo luôn mà xe chính chủ bao riêng hết toàn bộ. Đầy đủ giấy tờ. Đằng máy à? Đời 2007. Nó kêu nhiều à? Nó kêu 220 triệu. Dạ 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 dạ. Innova màu đen xịn xòa. Đây. Đây đây đây. Mở cửa ra anh. Cháu ơi, mở cửa. Mở cửa. Đây em này. Tôi thui không thấy chết à? Tôi thui à? Chết rồi. Rồi có rồi. Là con bọc lại chứ còn cháu cầm cái thét này chưa, cháu cầm cái này rồi đây
bộ ghế rin nỉ của nó còn nằm trong hết nha. Đây là nội thất trên này, nội thất trên. Rồi đằng sau nè. Rất rộng rãi. Cái này nó rộng rãi lắm em ạ. Cái này nó rộng rãi mà nó cao hơn cái đời của thằng kia. 220 triệu. Đây, nói chuyện luôn với chủ nhà, thằng cháu. Nói chung là kêu để bán, tại vì tôi lấy cái xe 30 chỗ, xe học sinh. Đó, đúng rồi. Nó lấy giờ quăng đây với nhà, còn chiếc 4 chỗ đó. Chiếc 4 chỗ. Rồi, có thương lượng nhau anh trai. Cái này bớt rồi bớt chút, đỉnh lọc thôi chứ kêu để bán cho nên là cũng không có kêu cao. Kêu để bán. Rồi. Có gì em liên hệ với anh Tấn gặp anh. Rồi, ok. Rồi, chào anh Tấn nha. Rồi, có gì em xem hết lại, có gì đem cho anh. Anh đang ở gần đó mà, anh đang gần cái xe đó đó. Dạ. Hôm nay anh sang là anh bán được cái chiếc xe tức là 57 triệu đấy. Bán xong rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Okay. Rồi, cái vị nha. Thì đang còn ấy thì có người ta điện thì Lê Tuấn cũng cho về đang quay này để cho người ta quay coi luôn. Cái vị ạ. Nhưng mà chắc chắn Lê Tuấn mà lên á thì rất nhiều anh em cũng sẽ comment. Và bây giờ thôi thì quên. Đấy, thì bây giờ lỡ rồi thì Lê Tuấn vào luôn cho đằng ta coi cái hàng ghế thứ hai nhá. Đúng ra là ghế đầu nhưng mà thôi đây. Trước khi ta vào này là cửa nhá. Đây, cửa kia. Nó phủ phím hết đầy đủ các bác nhá. Phủ phím hết. Vô ta ngồi vào bên trong là không nhìn thấy luôn á. Đấy, mới phủ phím. Đây là cái nước phủ phím rim của cái xe này là màu đen này, rất gì là cực kỳ các bạn. Đây, option này. Một màu gỗ rất đẹp các bạn nhá. Nu vân các bác nha. Thì cái đời mà nu vân là đời cao nè các bác ạ. Em thì em cũng review quen nhưng mà các bác thông cảm em một tí là em cũng nhìn thấy như nào nói như vậy nha. Rồi tất cả mọi cái là màu xám nha, màu xám trắng, tức là ghế da màu kem đúng rồi, màu kem sáng trắng, màu kem nhớ màu kem đúng rồi. Rồi hàng ghế đằng sau rất rộng các bác này. Hàng ghế đằng sau rất rộng. Ok, thôi em muốn chỉ review sơ bộ qua và mới cái giá đó thì các bác biết rồi, khỏi cần phải nói nhiều các bác ạ. Đây này, rồi em ra đằng trước rồi, chuyển nhanh. Đấy, rồi đằng trước đang về các bác này. Đây, tất cả có những cái công tắc kiến sau kiến trước là công tắc chỉnh điện, toàn bộ hệ thống bằng chỉnh điện các bác nha. Rồi phủ phím này các bác nhìn thấy không đó, đây ngoài này, rồi bên trong này. Đấy, rồi ơi này các bác nha. Rồi ok này. Đấy, option bên trong là cũng một ghế màu kem, hai ghế trước có coi như là chỉnh lên xuống. Đấy, đây, cái này chỉnh lên xuống và vô lăng các bác nha. Đây, thương hiệu Toyota cha cha cha. Đấy các bác nha. Đấy, Innova cha cha cha, một thương hiệu, một đẳng cấp vượt trội, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu các bác nha. Đấy, chúng ta là những người đẳng cấp thì chơi cái dòng xe này chúng ta không còn gì để nói, đỉnh của đỉnh các bác nha, đỉnh của chóp. Rồi, em cũng sơ bộ qua cho các bác biết là một màu đen này là màu đen huyền thoại. Nói chung đẳng cấp mà đại gia thì mới chơi màu này. Kêu các bác mua màu này nó từ tầm từ 10 triệu đến 15, 20 triệu. Nói như vậy, mắt cũng phải mua. Đó là như vậy, xin xòa. Và bây giờ em chụp hình cái giấy tờ đăng kiểm và giấy tờ xe của em Innova này cho các bác biết. Và bác nào mà muốn em này với một cái giá Innova màu đen biển số 21A77450. Thì hãy liên hệ với em 0394326198. Em sẽ cho địa chỉ chủ nhà để các bác đến gặp chủ và hai bên thương lượng với nhau. Và cuối cùng thì em xin dừng tại đây và xin chúc cả nhà chúng ta với một chủ đề hôm nay là bán giùm chiếc xe cho cháu nó. Cũng như mong các bác nhiệt tình hưởng ứng, các bác comment và mong các bác giúp đỡ nếu bác nào có nhu cầu mà đang còn cần chiếc Innova để gia đình chia nắng chia mưa cho vợ cho con, hoặc là cho anh em trong nhà, thì các bác giới thiệu với nhau để cho cháu nó bán giùm chiếc xe này được nhanh chóng. Rồi hãy liên hệ với em 0394 326198. Và cuối cùng em xin hẹn các bác video sau và hẹn gặp lại. Hello.